Mày lên để mau 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 mau. Không có thì à. Nhanh chóng nhanh chóng chóng lên lên lên. Trời mày. Dạ thưa ta, con là Phêrô Nguyễn Thế Đảm. Rồi nói to lên anh ơi. Dạ con là Phêrô Nguyễn Thế Đảm. Nguyễn Thế Thảm. Nguyễn Thế Đảm. Thế tưởng anh là Nguyễn Thế Thảm thì thôi đời cũng là, chắc là bố anh là Trần Bi Đát. Dạ con thì thuộc giáo xứ Phát Diệm. Con công tác ở trong Phan Thiết. Thì con có cái tội là xa Chúa, là thờ với Chúa là hơn 30 năm. Có mỗi cái tội đó thôi. Là bỏ Chúa 30 năm. Và anh nay thì anh bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay là con 56 tuổi. 56 tuổi mà bỏ Chúa 30 năm, tức là 26 tuổi anh đã bỏ Chúa rồi. Rồi nhờ đâu mà anh được ơn quay về sau 30 năm anh thờ ơ, anh lãnh đạm với Chúa khi không con lại ngánh mặt làm ngơ. Tất 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 trùng chắc trùng. Trời ơi. Dạ, con thì đến bên đây thì cái thứ nhất đó, là con là mẹ của con hay thường đi tới đây để cầu nguyện. Và mẹ con cũng khuyên con là phải đi nhà thờ và cũng rất là muốn cho con tới đây. Thì con tới đây thì con nghe thì mẹ mua cho con còn cái cassette để con thường xuyên con nghe. Và con nghe thì thấy rất là hay và thấy những lời cha Long giảng thì rất là trong trẻo và rất là đời thường và nó đúng với cái tâm trạng của một người chúng ta. Thì hôm nay con tới đây thì cũng có mẹ con ở đây. Con tới đây thì rất bà cụ lên đây. Con dạ hôm nay là 84 tuổi. Ôi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chưa thấy không? Chúa làm cái điều kỳ diệu. Lúc nãy bà mẹ 75 dắt hai đứa con quay về với Chúa, chân thì không đi được, mắt thì không nhìn thấy. Còn đây bà mẹ 81 tuổi đưa thằng con 56 tuổi quay về với Chúa. Bà cụ tên là gì? Con tên là Mắt Ta Nguyễn Thị Thìn ạ. Nguyễn Thị Rình hả? Thiên Thìn, Thị Thìn. Con đã được lên chương trình hôm 1 tháng 6 rồi. Hồi từ tháng 6 là con lên 2 lần. Hôm nay con lại lên lần này nữa là 3 lần. Từ hôm tháng 6 này là con lên 3 lần rồi. Rồi đến đây 3 lần. Và để bà cầu nguyện như thế nào để thằng con của bà được ơn quay về với Chúa? Thì ra là con hàng ngày con nó khu như vậy thì con cứ cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ. Là con lúc thì con khóc với mẹ, lúc thì con khóc với Chúa. Con khóc con cứ chảy nước mắt ra, Chúa ơi, mẹ ơi, thương đến con, thương đến gia đình con. Con bây giờ nó khô khan ngoại lạnh, nó bỏ Chúa. Mà bây giờ con già não rồi, con không làm sao được. Thì con muốn khóc cho Chúa, để cho Chúa thương con, để cho Chúa cứu con. Vâng. Đang là chảy lương thì nó phải cứ từ từ nó xuống mà luôn. Nhớ cứu con. Vâng. Mà kết nhanh luôn. Rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thế cha, như vậy là con đi được một năm nay, con này có được nhiều ơn lắm. Bây giờ cái lưng con nó khai hóa hết. Rồi nó vẹo cuộc sống rồi, chân tay nó đau đớn toàn thân. Mà bây giờ con được đi như thế này, ai người ta cũng bảo con là chỉ 70 tuổi, ai cũng khen con là khỏe. Vậy con làm được 10 người đến nhà con đọc kinh lòng thương xót ngày thứ 6, sách rồi là chuỗi tầng hạt rồi là sách chiến tháp của cha. Đấy là hôm nọ cha con cho con quyển, mà họ đứa nó cho con đến chục quyển với lại chuỗi tầng hạt. Đời là vậy con cứ mô tô những cái quyển mà cứ mô tô hay cứ mô tô ra gần thăm sâu Chúa, là ai đến nhà con thì đọc là không có phải đưa một cái gì hết, kinh sách hạt, các chuỗi tầng hạt, các sách kinh sách bổn rồi là mô tô hết ra rồi, hết ra rồi. Còn ai không đi được thì con tặng cho mỗi người một quyển ở nhà đọc. Ai cần máy con đưa máy, đây con đang đưa một ông ngoại đạo đi 3 lần rồi đây. Ông đây, ngoại đạo đây. Vâng. Đâu rồi, gọi ra nhanh anh đây, đây, anh Mạc lên đây. Anh ấy cứ anh đến, mà một lần nữa nhất, con cho anh nghe máy.
rồi anh Tư đến đây cha đi bắn anh lại vậy, rồi con Tư dẫn anh đi hai lần rồi, con một người con muốn dẫn đi, một đứa cháu con muốn dẫn đi, năm người ba người ai cần đến con dẫn đi, ai cần nghe máy con đưa máy đến nhà, ai cần cái gì con đưa hết đến nhà, ai xin Chúa thánh hạt bằng đèo con cũng bỏ ra luôn. Vâng, mà hoàn nạn với Chúa là con nó khô như vậy là con khóc, con khóc với Chúa nhiều năm già. Con cứ bảo Chúa ơi, Chúa thương con, bây giờ con nó khô khan lắm Chúa ơi. Mà cái thằng này là con bé là nó ngoan nhất nhà, mà bây giờ nó khô đấy, mà con cầu xin mãi mà chưa được. Chúa thử thách con 10 năm nay rồi, mà con cứ vững tâm con cầu xin. Bây giờ cháu ra lên đây, cái nãy con bảo với cha là con thiên lạc đây, còn lúc nào con cũng cầu xin vậy. Một trong hai thật lớn thôi chị em. Rồi, con thiên lạc của bà ở đây, mưa mỡ và nạc. Mà hay là bà này phải có cái ơn đặc biệt là ơn mô tô. Máy gì hết, bà là có sách đĩa ảnh chuỗi là bà mô tô ra hết, bà tặng. Rồi thích gì là bà tặng cái đó hả? Thích sách con đưa sách, thích đài con đưa đài, thích chuỗi đằng nào con đưa chuỗi đằng nào, thích cái gì được con mời hết mọi người. Thích tiền bà có đường. Thưa thích tiền thì con cũng cho luôn. Ai xin tiền ngân qua ngồi kia, cái chị khỏe mạnh đẹp lắm mà xin con vẫn cho. Đừng cho. Tôi cái bà này, tôi nghèo khổ cứ này bà không cho, bà cho cái con đẹp với khỏe thế nào? Bà đừng có để nó con đẹp với khỏe nó lừa bà nhé. Nhớ mà nhớ nha. Anh chị em đến đây tôi nói thật là đừng có để mấy người họ đánh lừa lợi dụng lòng tốt của mình. Đang đẹp đang khỏe, bà ơi thương con, bà ơi ba lại mũi lòng ba cho là bà hại người ta nhá. Không được cho. Đây tôi tặng cho đây, bây giờ bà thích cái gì tôi tặng bà cái đó, bà có thích này không? Dạ con có mà không nào cha. Con bây giờ là nhiều người xin máy con lắm, nhiều người cứ đến kêu cầu với con là bà đi bà kiếm máy cho tôi mà. Bà cứ mô tô ra. Tôi nhiều máy lắm rồi. Rồi. Để tặng cho anh cái CD Phương Quốc Điện Trầm Tin Yêu nha. Rồi chúc lành cho bà, cho anh. Rồi xin mời. Rồi mời anh bạn lên đây.